Tôi xin chào toàn thể các bác đam mê câu cá. Hôm nay số đồ câu cá qua tra cho em lại về được những con mê nào giá tốt cho các bác. Giá em bắt video là chưa bao gồm phí ship bên em là 30.000 toàn quốc. Các bác xem hàng, kiểm tra hàng, ok thanh toán. Thì đầu video các bác cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh để ra những con máy đẹp giá tốt cho các bác nhé. Khi mình like và mình đăng ký thì mình sẽ thấy video sớm hơn, sẽ chọn và mua được những con máy đẹp và ưng ý hơn. Thì đầu video em sẽ quay qua sản phẩm có trong video ngày hôm nay cho các bác xem nhé. Hôm nay bên em về được rất nhiều loại máy câu các bác nhé. Máy đứng, máy ngang, đầy đủ tất cả các size các bác nhé. Ở đằng sau là những con máy đẹp, những con máy có hộp các bác nhé. Đằng trước là những con máy không hộp nhé. Máy ngang thì em để ở giữa các bác nhé. Các bác chịu khó xem một cái video nhé. Đầu tiên thì em tới mặt số 1. Mặt số 1 em có một con máy Billmaster. Size là size 3000 MGS. MG là kim magie các bác nhé. Size là size 3000. S là coi nông. Dòng Bio này thì sản xuất từ Japan các bác nhé. Japan này. Con này thì ngoại hình máy thì nó có sức xe chút các bác nhé. Xe 3000. Những con máy bằng hợp kim magie thì nó sẽ nhẹ các bác nhé. MG là kim magie nhé. Những dòng này cực kỳ bền. Bio ra ban sản xuất. Xe 3000. 3000 này mình cô lua, cô ngâm, cô đang xe đều được hết các bác nhé. Cối nó thì cũng không nông quá đâu các bác nhé. Không nông quá đâu. Ni lông số 5 vào được 170m các bác nhé. Ngoại hình thì nó có sức sát chút. Ba ngàn, câu lua, câu ngâm, câu đang xây đều được. Dùng sức nhẹ thôi. Thật cứ còn lại đờ rắc cái câu to các bác nhé. Hoạt động êm bợt nhé. Êm bợt nhẹ. Ba ngàn. Mấy giờ ban sản xuất chốt chặn ok. Em bật nhẹ. Cái này là mặt số 1 các bác nhé. Cái này nặng 230g, giá là 1.1 triệu các bác nhé. Mặt số 1 giá 1.1 triệu. Xe 3000 giá ban sản xuất. Em tới mặt số 2. Mặt số 2 em có một con máy Kaeda. Kaeda bản này thì là size 2506 các bác nhé. Cái bản Kaeda bản này thì nó tương tự như bản dòng kit các bác nhé. Từ thiết kế body giống hệt dòng kit các bác nhé. Dòng Kaeda này thì sản xuất tại Thái Lan các bác nhé. Thái Lan. Và hình máy thì nó có sức sát chút các bác nhé. Dòng này thì nó cũng có cốt trợ lực khỏe. Dòng kit thì dòng này thì nó mượt. Pin lùa các bác nhé. Nói chung là có sức sát chút. Nhưng mà các bác câu lùa cực kỳ đã này. Khỏe, mượt. Gạch thức con lành nhé.
The rớt thì kêu rất đanh các bác nhé. The rớt kêu đanh to. The rớt kêu to. Hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Ê mượt nhã tây. Con này nó tương tự dòng kít mượt lắm. Mượt êm nhẹ. Chốt trận ok nhá. Cực kỳ mượt các bác nhá. Êm mượt nhẹ tây. Con này là mặt số 2 các bác nhá. Con này nặng 250g, giá là 1,5 triệu các bác nhá. Mặt số 2, mất giá 1,5 triệu. Đến tới mặt số 3. Mặt số 3 có một cái máy kit Carida xe là xe 2506 các bác nhá. Kit Carida xe 2506. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì con này xước xác cũng hơi nhiều chút cho các bác nhá. Xe là xe 2506, dòng kit. Giờ ngoài chủ nhân bắt con lua nhá. Dòng kit thì xe này sản xuất tại Thái Lan các bác nhá. Cũng tương tự như con Kaida kia thôi. Xe 2506. Nói con này các bác câu lua cực kỳ sướng nha. Tay quay đổi tay trái phải thoải mái nha. Dòng này có cốt trợ lực khỏe, mượt, nhẹ. Dòng kit thì bây giờ là cái giá nó ổn định thôi. Giật cước con này nhá. Đời rắc 2506 thì kêu to các bác. Ok nhá. Dòng kit thì mượt. Chốt trận ok các bác nhé. Cái này là mặt số 3 các bác nhé. Cái này là 250g, giá là 1,2 triệu các bác nhé. Mặt số 3, giá 1,2 triệu. Các bác đang xem video ưng máy nào các bác chú nhắn con số trên màn hình các nhé. Cần hỗ trợ gì các bác chú nhắn qua đây nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh anh nhé. Em tới mặt số 4. Mặt số 4 này có một con máy Swan BB. Con này là size C2000SS BG các bác nhé. Dòng C là dòng body thon gọn này. Size là size 2000 này, SS BG. S là cuối nâu, tôi là tôi BG nhé. Dòng ngoài thì nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Tay qua là siết có sắn dân, đổi tay trái phải thoải mái. Đội hình máy thì nó có sức sắc nhẹ nhé. Xe này vô bắt cầu UL, cầu cái nhỏ, cầu đài trợ máy, nói chung là mình cầu cái nhỏ các bác nhé. Cầu suối. Cối lông này để mình đánh cái dây nhỏ các bác nhé. Như chung là có xứ sắc nhà các bác nhé. Gạt cước con này. Để rắc máy. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ tay. Cái này các bác câu là câu cá thì câu suối thì tuyệt vời. Cái này là mặt số 4 các bác nhé. Cái này nặng 200g, giá là 1,5 triệu các bác nhé.
Số 4 giá 1,5 triệu nhé. Em thấy mã số 5. Mã số 5 có một con máy Daiwa Caria, Caria FCLT size 2000S các bác nhé. Caria FCLT 2000S. Caria bản này là Caria 2021 các bác nhé. Size là size 2000. Giá là quên đâu. Xe này cho bác câu lua nhé. Nội hình máy thì còn đọc keng các bác nhé. Mới keng. Chỉ không chỉ thiếu hộp phụ kiện nhé, còn nó mới keng à. Dòng này dòng tinh giảm body các bác nhé. Body nhỏ gọn, nhẹ, cái này nhẹ. Cái này nó chỉ tầm 170g thôi các bác nhé. 170g thôi. Cực kỳ nhẹ. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi nhé. Tay quay là Sitco Sonzen, đối tay trái phải thoải mái. Dòng này thì nó cũng có mặt siêu các bác nhé. Mặt siêu là được tính kháng nước, các bác cầu nước mặt thoải mái nhé. Dòng tinh giảm body, máy thì còn mới keng, đít bóng loáng này. Bóng loáng các bác nhé. Nói chung máy thì máy đẹp rồi. Size là size 2000. Đẹp keng. Nói chung ngoại hình đẹp các bác ạ. Ngoại hình không chê được gì các bác nhé. Nhìn mới keng. Đẹp. Cái cứ còn lại nha. Để rắc máy. Cực kỳ mượt các bác ạ. Êm mượt lắm. Chung máy đẹp em mượt các bác nhé. Như con máy này là con nhìn còn rất ngon các bác nhé. Nhìn còn rất mới. Êm mượt nhẹ. Cái này là mã số 5 các bác nhé. Cái này nặng 170g, giá là 2,1 triệu các bác nhé. Mã số 5, giá 2,1 triệu. Đến tới mã số 6. Mã số 6 có một con máy Billmaster SVK5000XG. Xe là xe 5000, tua là tua XG. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì con này nó có sức sát chút các bác nhé. Rất nhẹ nhé. Xe là xe 5000, tua là tua XG. Xe này cho các bác câu dích, câu lục, câu ngâm, câu lăng xe đều được hết nhé. Dòng SV cấp, dòng kháng mặn thì các bác câu nước biển thoải mái nhé. 5000 là mình dễ câu, câu được nhiều thế loại. Con này thì cái gài cước, cái này nó bị gãy các bác này. Gài cước bị gãy. Chung ngoại hình nó có sức sát chút. Kẻ cướp online. Để rắc máy. Hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ. Mượt lắm. Chốt trận ok. Có nốt chôn dầu là cực kỳ thuận lợi cho mình này. Cực kỳ mượt nhá. Con này là mặt số 6 các bác nhá. Con này nặng 310g, giá là 2,3 triệu các bác nhá. Mặt số 6 giá 2,3 triệu. Con này thì cái là rác này nó vẫn bình thường, nó vẫn kêu lắm này, nhưng mà đôi lúc nó hay bị trượt 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 này. Bây giờ nó vẫn kêu này. Đến tới mã số 7.
Mà số 7 có một cái máy Buildmaster SW6000. Con này 6000, con này 6000 DG các bác nhé. 6000 DG. Dòng SW là dòng kháng mặn các bác nhé. Sao là size 6000. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nó cũng có xuất sắc chút các bác nhé. 6000 thì mình câu zig, câu lục đều được hết nhé. Dòng bio này là chỉ có một chiều thôi. Bio bán này là bản cuối cùng của bio các bác nhé. Bản 2016 nhé. Bản này nó chỉ một chiều thôi. Tay có xích cốt sắn dần. Đối tay trái phải thoải mái. Ngoại hình máy thì nó có sức sát chốt. Tua BG thì nó khỏe máy các bác nhé. Thích hợp cho bác câu nước sâu này. Câu xa, câu sâu. Khỏe, bền máy. Đầm máy các bác nhé. Chứ mà có sức xa chút nha. Để cứ ngon lành nha. Để đặt máy. Hoạt động kỳ mượt các bác nha. Êm mượt nhẹ. Con này các bác có dích thì tuyệt vời này. Cầm dích câu lục 6000. Dòng S liên kết dòng kháng mặn các bác câu nước biển thoải mái nhé. Cô này là mặt số 7 các bác nhé. Cô này nặng 460g, giá là 2,7 triệu các bác nhé. Mặt số 7, giá 2,7 triệu. Các bác đang xem video con máy nào, các bác cứ nhắn qua số trên màn hình hội em với nhé. Cần hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh nhé. Đến tới mặt số 8. Mặt số 8 em có một con máy bên Mỹ nhé. Bên 8500SS. Bên main USA này. USA này. Dòng máy bên đầy cổ này các bác nhé. Size là size 8000. 8500SS. Cái size 8500SS thì size thực nó tầm size tầm 12000 máy thường các bác nhé. Size thực nó mới tầm 10-12000 máy thường ấy. Size này cho các bác câu câu lục xa bờ này, câu đáy này, bộc binh này. Nói chung là câu đánh cá lớn sẵn hàng các bác nhé. Dòng bên này cực kỳ trâu khỏe rồi. Dòng này thì cốt nó to khỏe. Cho các bác sẵn hàng đánh bạo lực nha các bác nhé. Này nó bằng đồng không. Đồng bằng đồng thau to tướng các bác này. Cối này. Như máy con này đang đẹp lắm. Máy căng này. Đấy, đẹp căng. Con này cho bác thích sưu tầm cũng được này. Dòng biên Mỹ, dòng cực kỳ trâu khỏe. Biên thì nó khỏe, trâu khỏe không tội, mà tội nó nặng rồi các bác. Chứ mình độ trâu được khỏe thì, độ trâu được khỏe được bền thì cực kỳ ngon. Này có cái khớp nó phải vào được cái khớp nó đấy. Mà hình máy là còn rất mới các bác ạ. Đang đẹp. Tay quay là đối chất cốt xuống dần, đối tay trái phải thoải mái các bác nhé. Con này thì ta đã độ cái núm các bác này. Độ cái núm nhé. Độ núm thành núm tròn này nhé. Bên 8500 VDS. Dòng bên Mỹ. Máy khủng cho bác đánh cá lớn nha. Dòng này thì nó sẽ có hai cái chế độ các bác nhé. Một chế độ là kêu thế này này. Đấy. Kêu này rất vui tai này. Đấy, còn không là bác tắt rồi bác để chế độ quay thường các bác nhé.
chung con này thì ngoại hình các thứ đang còn đẹp các bác á, ngoại hình hoạt động các thứ đang ngon, các bác yên tâm. Gạch trước này, rồi rác này, con này là mã số 8 các bác nhé, con này là 800g nhé, giá là 1,9 triệu các bác nhé, mã số 8 giá 1,9 triệu. Em tới mã số số 9, mã số 9 em có một con máy ngang các bác nhé, tiệm này gọi X105B các bác nhé, một tiệm gọi X105B, dòng máy ngang đời cũ sản xuất tại Japan các bác nhé, dòng này ngày xưa nó là bên Japan, ngày xưa là dòng cao cấp nhất của máy ngang của Daiwa các bác. Con này là máy tay phải nhé, máy tay phải. Ngoại hình máy thì nói chung có sức rất nhẹ thôi, cũng đang đẹp nhé, sức nhẹ nhé, máy Japan sản xuất, máy cao cấp của Daiwa các bác nhé, ngày xưa nó là trùm các bác, máy đời cũ mà nó cực kỳ nhẹ, nó chỉ là tầm 190g thôi. Máy thì nó còn sáng đẹp, cái máy cao cấp nó chẳng khác gì những con máy đời mới bây giờ các bác. Về độ bền độ khỏe thì các bác yên tâm, độ bền độ khỏe độ mượt. Sản xuất tại Japan, máy còn đẹp sáng, hoạt động cực kỳ mượt rồi, nhưng còn êm ru các bác. Máy là dòng cao cấp ấy, chạy nhiều bậc đạn nên nó êm lắm, êm mượt nhẹ tênh, cực kỳ mượt các bác. Bác nào chơi được tay phải đấy, con này đánh cực kỳ ngon này, bền mượt, mượt lắm. Và rất máy để mới các bác, dòng máy cao cấp. Bác nào mà biết về máy các bác thích mấy dòng này lắm. Con này là mã số 9 các bác nhé, con này nặng 190g, giá là 1,7 triệu các bác nhé, mã số 9 giá 1,7 triệu. Em tới mã số 10 có một con máy Daiwa T3 SV6.3L TV đúc các bác nhé, T3 SV6.3L TV đúc. Máy là máy tay trái các bác nhé. Con này thì ngoại hình ấy thì nó cũng sức rất nhẹ nhé, nhưng mà nó có một cái tí sức ở đây các bác này. Cái này nó thì cũng không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà nhìn nó thì nó có vết. Nó bị đi đây, còn ở chỗ khác thì nói chung cũng là còn đẹp, chỉ bị chỗ đấy thôi. Giá tiêu là 6.3. Dòng T3 thì dòng này sản xuất tại Thái Lan các bác nhé, Thái Lan. Nói chung nó bị chỗ này. Bị sứt một chút rồi các bác nhé, sứt chắc nhẹ nhé. Máy là máy tay trái, con này có màu vàng nhìn rất đẹp, nhưng hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé, mượt êm nhé. Nói chung là nó chỉ có bị một cái chỗ đấy thôi, chứ còn hoạt động các thứ nó còn ngon lắm, các bác yên tâm. Dòng T3 thì nó có đặc điểm này, mở cái nắp ra nhìn này, nó sát cái dòng khác khi bật phát ra mở cái nắp. Xích một chút này, hoạt động thì đang còn ngon.
Quay này là mã số 10 các bác nhé. Quay nặng 180g, giá là 2 triệu mốt các bác nhé. 2 triệu mốt. Hoạt động ở đây còn ngon lắm các bác nhé. Hoạt động bác yên tâm nhé. Cực kỳ mượt, êm. Mượt, êm ru. Anh chỉ bị sứt một chút cái này cho nó. Lên tới mã số 11. Mã số 11 em có một cái máy SLXDC các bác nhé. SLXDC 71 các bác nhé. 71 SLXDC. Dòng DC, dòng phân tử nhé. Máy là máy tay trái nhé. Dòng này tiếng DC cực kỳ to. Ngoại hình máy thì nó xước xác nhẹ thôi các bác nhé. Xước xác nhẹ thôi. Con này ratio là 6.3 nhé. Dòng này thì sản xuất tại Malaysia, Trung Nhật các bác nhé. Dòng này phanh DC cực kỳ to, khi các bác nhấn dây nó sẽ tiêu tiếng e các bác nhé, phanh từ hãm dây. Còn bình thường các bác quay thì hầu như là khó phát hiện được tiếng DC các bác nhé. DC phanh từ sức sắc nhẹ thôi các bác nhé, nhiều công năng đẹp nhé. Hoạt động máy thì nó còn êm mượt các bác nhé, êm ru này. Nhưng hoạt động đang ngon các bác nhé, bác yên tâm, êm mượt nhẹ, cực kỳ mượt nhé. Chung máy còn ngon các bác nhé, êm mượt nhẹ tay. Sức sắc nhẹ, sức lông mèo thôi. Quay này là mã số 11 các bác nhé. Quay này 210g, giá là 2 triệu 4 các bác nhé. Mã số 11 giá 2 triệu 4. Các bác đang xem video con máy nào, các bác cứ nhắn qua số trên màn hình của em với nhé. Các em hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiền tài cho em xin luôn một like và đăng ký kênh nhé. Em tới mặt số 12. Mặt số 12 em có một con máy Shimano Trzonak C4151 các bác nhé. Con là Trzonak C4151. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì con này thì nó còn xước xác rất nhẹ các bác nhé. Mấy cái lưỡi mèo thôi, nó còn rất đẹp các bác nhé. Nói chung là máy nó còn đẹp. Phải vài cái đây này. Đấy. Nói chung là vị nhẹ là các bác nhé. Nói chung là còn đẹp. Dòng này thì sản xuất tại Japan các bác nhé. Máy Japan sản xuất. Nói chung xuất sắc nhẹ các bác nhé. Có hình năng đẹp. Quên là ratio là 6.2 này, của X-Ship này. Máy da ba, tay trái, ngoại hình đẹp. Dòng này thì nó bằng vật liệu C4 các bác nhé. C4 này, siêu nhẹ. Nhìn con máy này đang còn rất mới các bác nhé. Nhìn là cứng mới. Máy nhìn kiểu là rất sử dụng rất ít. Nhìn nó còn sáng máy, đẹp máy. Máy nó còn sắc quắc, tiêm từ ra ban sản xuất. Nhưng chứ nó còn mới máy lắm. Kiểu này sử dụng ít thôi. Nói chung là tình trạng chung này nó còn đẹp các bác nhé. Tình trạng nó còn đẹp. Hoạt động cực kỳ mượt các bác này. Êm mượt nhẹ nhá. Nói chung máy này đẹp em mượt các bác nhé. Đấy, giờ ban sản xuất máy còn đẹp em mượt.
Cuốn này thì nó đang còn nguyên hộp phụ kiện của nó các bác nhé, đầy đủ nhá, có sách trong đề. Chờ cho nắp một chờ cho nắp C4 151, ratio là 6.2, tải cá là 5 kg, nặng là 185 g. Con này nó chạy 8 bậc đạn, trong nó có 7 bậc đạn SRB là bậc đạn kháng mặn này, cả với một là 8 này. Con này là mã số 12, giá là 2,3 triệu các bác nhé, 2,3 triệu nó trong máy đẹp các bác nhé. Nhân tới mã số 13, mà số 13 em có một con máy Scorpion 71 các bác nhé, Scorpion 71. Ngoại hình máy, máy là máy tay trái các bác nhé. Ngoại hình máy thì nó có sức sắc nhẹ thôi, nhưng cũng đang đẹp các bác nhé. Sản Scorpion thì cực kỳ trâu, khỏe đó. Ratio là 6.3. Dòng này sản xuất tại Malaysia, Trung Nhật các bác nhé. Trên máy thì cũng đang có JBE này, cũng đang còn rất mới nên các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Ngoại hình thì máy đang còn đẹp rồi. Nhìn chung là hình đẹp nhé. Như tay trái còn đẹp. Nhìn chung tổng thể hình đẹp các bác nhé. Số cốt bần thì trâu khỏe. Dùng hoạt động của máy đang còn ngon các bác nhá, êm bật nhẹ nhá. Dùng êm bật nhẹ nhá. Hoạt động nó ok. Tổng thể còn đẹp. Nhìn chung đẹp các bác nhé. Lần trên nó còn đẹp thế này này. Con này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Đầy đủ các bước cái dầu luôn này. Scorpion 71, ratio là 6.3, tải cá là 4,5 kg, nặng là 190 g. Con này nó chạy 8 bậc đạn. Con này là mã số 13, giá là 2,2 triệu các bác nhé. Mã số 13, giá 2,2 triệu. Các bác đang xem video ưa con máy nào, các bác cứ nhắn vào số trên màn hình của em đây nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác cứ nhắn vào đấy nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh ấy nhé. Em tới mã số 14. Mã số 14 này có một con máy Shimano Cadiz C4 C2000HGX các bác nhé. Cadiz bản này là bản 2012 các bác nhé. Cadiz 2012. Ngoại hình máy, ngoại hình con này thì nói chung đang còn đẹp các bác nhé. Nhưng mà phẩy lông mèo nhẹ thôi, nhưng đang đẹp nhé. Sức trong mèo nhẹ các bác nhé, tôi thấy đang còn đẹp. Trong Cadiz thì bản 2012 này thì bản ngon nhất rồi các bác. Cuối này thì người ta đã độ núm này là núm tay quay này là núm của Stella các bác nhé. Cái núm này thì cái núm zin thì vẫn đang còn đấy các bác nhé. Các bác không thích cái núm bẩn, bác có thích nút bằng zin của nó thì bác có thể thay lại nhé. Còn bên hông này thì cái nắp này cũng có sờ tàu la luôn các bác nhé. Nắp này, cái nắp sờ tàu la nhìn rất đẹp này. Bác không, cái nắp này thì cái nắp zin của nó thì không còn đâu các bác nhé. Cái nắp này thì không còn. Là người ta đã thay bằng sờ tàu la rồi nhưng mà nó không còn có cái nắp zin nữa. Còn cái núm này vẫn đang còn các bác nhé. Cái núm này vẫn đang còn nhé. Nhưng mà cái này nhìn rất đẹp các bác này.
Vàng rươm này. Cái này có sửa tàu la cái nắp này. Máy thì nó có phải lông mèo nhẹ thôi. Cái anh ấy thì chơi các bác chơi u lời cực kỳ ngon à. Gật cứ ngon này. Đợt rác cà đít thì ngon, nghe phê đừng hỏi các bác. Đợt rác cà đít thì cực kỳ to rồi. Hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Hoạt động các bác yên tâm nhé. Con này nó chỉ có mỗi cái thầy mắt trên núm này, mắt cái núm gì của nó này. Còn cái này thì vẫn đang còn, có thể bác có thể thay lại được. Còn nó mất cái núm gì mà thay bằng cái núm của sờ la rồi. Còn cái núm này thì núm gắn bình thì vẫn đang còn. Nhưng mà cái núm cái nắp của sờ la nhìn rất đẹp. Con này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Đầy đủ nhé, không thiếu gì cả. Cadiz C4 C2000 HGS ratio là 6.0, tải cá là 3 kg, nặng là 165 g. Con này nó chạy 9 một đoạn, nó có 80 đoạn SRB là và đoạn kháng mặn các bác nhé. Thu dây 79 cm. Con này là mã số 14, giá này là 3,9 triệu các bác nhé. Số 14 ra 3,9 triệu. Tới mã số 15. Mã số 15 em có một con máy Biomaster size 2500S các bác nhé. Hay là size 2500, nhất là của Indo. Dòng Mio. Dòng này thì sản xuất tại Japan các bác nhé. Bên Japan này. Cái này thì người ta đã độ cái núm tay quay này là núm gom sớt các bác nhé. Núm gom sớt. Size 2500. Tay có chiếc cốt xoắn dần, đối tay trái phải thoải mái. Dòng này nếu có nốt chân dầu này, cực kỳ thuận lợi cho mình này. Ngoại hình máy này nó có sức sắc nhẹ các bác nhé. Hai ngàn năm trăm thì mình câu lua, câu chấp, câu ô hồ. Trên máy con này có dây bia này. Nó bị ô ra ban sản xuất thì cực kỳ bền à. Nói chung là có sức sắc nhẹ nhé. Có sức dùng qua xung quanh ô tô các bác này. Gạch cước thì ngon lành các bác nhé. Rồi rắc máy. Hoạt động thì con này cực kỳ mượt các bác nhé. Nói chung ngoại hình nó có sức sát, chúng tôi giúp hoạt động ngon lắm. Tay quay là xích cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái các bác nhé. Con này các bác lua thì tuyệt vời. Dòng máy Bio Japan sản xuất này thì cực kỳ bền này. Chốt chặn thì ok nhé. Cái này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Biomotor size 2500S, ratio là 5.0, tải cá là 2 kg, nặng là 260 g. Con này nó chạy 6 bậc đạn. Con này là mã số 15 các bác nhé. Con này giá là 1 triệu 6 các bác nhé. Mã số 15 giá 1 triệu 6. Đến tới mã số 16.
Mà số 16 thì có một con máy Shimano Sapphire BB C3000SHG các bác nhé. Dòng C, xe là xe 3000, S là cuối nông, tua là tua HG nhé. Ngoại hình máy, ngoại hình nói chung là còn sáng đẹp các bác nhé. Dòng C này, dòng body thân gọn này, size 3000, S cuối nông, tua HG. Tay quay xích có xoắn dần, đối tay trái phải thoải mái. Dòng này nó chỉ có một chiều thôi. Máy thì đang còn mấy keng, đẹp keng này. Xe này cho bác cô lua, cô mực. Trên máy cũng đang có dây bị, cũng đang còn rất mới nhé. Các bác phải kịp là tận dụng lại nhé. Ít bóng loáng này. Đập càng nhé. Trường máy này còn rất đẹp. Sức sắc nhẹ nhé. Được kia các bác nhé. Đúng thế máy đẹp các bác. Nhìn bóng loáng. Đặt trước con lành các bác nhé. Để rắc máy. Hoạt động thì cực kỳ mượt các bác nhé. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Nó không có trái ngược đâu nhé. Máy thì máy đẹp, êm mượt, nhẹ tênh. Máy con máy không có chê gì cái gì các bác. Ngoại hình hoạt động ngon hết. Dạ, cứu sử dụng rất ít nhé. Ba ngàn này mình đồn lua. Nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Đầy đủ không thiếu gì nhé. Mấy keng nguyên hộp phụ kiện. Sapphire BB C3000SHG. Ratio là 6.0. Tải cá là 9kg. Nặng là 235g. Con này nó chạy 6 bậc đạn. Thu dây 88cm. Con này là mã số 16. Giá là 1.8 các bác nhé. 1.8 máy đẹp. Mã số 16. Lên tới mã số 17. Mã số 17 có một con máy Daiwa BG SV Cup 4000D CSH. BG này là BG bản 2023 các bác nhé. Dòng SV Cup dòng kháng mặn các bác nhé. BG 2023 dòng V. Con này là máy mới các bác nhé. Máy là máy mới. Máy mới thì ngoại hình hoạt động quá yên tâm nhé. Đảm bảo cho bác máy là máy mới nhé. Máy mới thì nó sẽ không trầy sớt, sẽ không có gì cả, quá yên tâm nhé. Máy là máy mới BG 2023. Xe là size 4000D cối sâu. Dòng C là dòng body thôi các bạn. XH là vùng tua cao. Máy là máy mới. 4000 này mình câu rig, câu lua, câu ngâm bằng C đều được hết. Nhưng mà 4000 mình câu được nhiều thế loại nhé. Dòng SV kép dòng kháng mặn này các bác câu nước mặn thoải mái. Máy mới nhưng mà em chỉ bán nó cũng tương hơn máy cũ một chút thôi các bác nhé. Nó cũng tương tự mấy cũ thôi. Bán giá mềm cho bác. Người mới thì ngoại hình hoạt động mới trên tâm. Không có thể trước không có gì đâu bác trên tâm. Nhà trước một này. Là rắc máy. Hoạt động ra ngoài cực kỳ mượt. Êm mượt nhẹ. Ru. Chốt chặn ok nhé. Cực kỳ mượt. Vừa này các bác câu cực kỳ sướng nhé. Nhưng mà ngoại hình hoạt động các bác yên tâm nhé. Máy là máy mới mà. Cái này thì máy mới thì sẽ nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. BG SVK 4000DC khác. Ratio là 6.2, nặng là 285g. Con này tải cá 12kg, thu dây 99cm. Con này chạy 5 bậc đạn,
23BG, hàng thị trường Nhật nó chỉ có một tiền thôi các bác nhé. Con này là mã số 17, giá là 2,6 các bác nhé. Số 17 giá 2,6. Tiếp tới mã số 18. Mã số 18 này có một con máy Daiwa Luviad LT3000XH các bác nhé. Xe là xe 3000. Tôi là tôi XH, còn tôi cao. Luviad bản này là sản xuất tại Japan các bác nhé. Made in Japan này. Xe là xe 3000. Con này thì là máy này là máy 2 lô các bác nhé. Có lô phụ sẽ là lô SR Quốc các bác nhé. Lô phụ là lô SR Quốc. SR Quốc xe 3000, LT3000. 3000S là lô nâu. Còn trên máy sẽ là lô LT3000 sẽ là lô sâu các bác nhé. Nói chung là một lô nâu. Lô này là lô nâu và lô này là lô sâu. Thì hai lô thì các bác có thể là đánh một cái là đánh hai cái dây phù hợp với mình địa hình đánh nhé. Con này là mình lô nâu này, con này là lô sâu này. Đấy. Lô nông vào ít dây, lô sâu nào đánh nhiều dây các bác vào lô sâu này. Hai lô trên máy thì cái dây BE này nó vẫn đang còn, nhìn thấy nó còn rất mới, các bác phải kiếm và tận dụng lại nhé. Máy thì sản xuất tại Japan, các bác yên tâm. Mà hình máy thì nó xước sắc nhẹ thôi. Dòng Luviad thì nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Tay quay là siết cốt xoắn dây, đổi tay trái phải. Dòng này thì nó cũng có mặt siêu này. Mặc siêu dầu tự tính các bác câu nước mặn thoải mái nhé. Máy thì nó còn mới keng nè. Sức nói chung là chủ yếu là nó xước chốt cho dí đít này. Xước lòng nhào dí đít này. Rồi bên trên thì nhìn nó còn đẹp mới. Con này các bác câu lùa cực kỳ sướng nè. Nói chung là vẫn đang còn đẹp các bác nhé. Sức đồng mèo chút cho dít ít thôi. Bây giờ bàn sản xuất 2 lô. Kết thúc ngon lành. Rồi rắc máy. Hoạt động êm ru các bác nhé. Êm mượt nhé. Dòng này có mặt siêu. Dòng có... Nói chung là lưu bát ở dòng cao của máy của đây qua các bác nhé. Các bác yên tâm. Xe 3000 hai lô. Cái chuồng máy vẫn còn ngon nhé. Cái này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Đầy đủ nha. Luviad LT3000XH ratio là 6.2, nặng là 205 g. Con này tải cá là 10 kg, thu dây 93 cm, chạy 9 bậc đạn. Con này là mã số 18, giá là 3,7 triệu. 3,7 triệu là máy 2 lô các bác nhé. 3,7 triệu 2 lô nguyên hộp phụ kiện. Mã số 18. Các bác ưng máy nào các bác cứ nhắn qua số trên màn hình hộ em cái nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh anh nhé. Em tới mã số 19. Mã số 19 đây có một con máy ESNBB 3000MHG. Xe là xe 3000, cuối M là có trung bình, tôi là tu HG. Dòng ESN nhé. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nó có xước xác chút các bác nhé. Xước xác nhẹ nhé. Xe 3000 này... mình lua lóc, lua chậm, công năng C đều được hết nhé. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Một chiều thôi. Tay quay là siết cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Dòng này thì kháng mặn cũng rất tốt nhé. Các bác cầu nước mặn thoải mái nhé.
Xe 3.000. Cầu lua, cầu ngầm, cầu đông xe đều được hết. Thì có sự xa chút. Như này các bác lua lóc, lua chấm. Dòng này kháng mặn tốt nhé. Cầu nước mặn thoải mái. Chai size 3.000. Cả cước ngon lành các bác nhé. Để rắc máy. Hoạt động ok các bác nhé. Em bật nhẹ nhé. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Tay qua là xít có sẵn dân. Đối tay trái phải thoải mái. Máy nó chỉ có một chiều thôi. Đây này các bác con lua cậu nó ok. Cái này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Đầy đủ thứ gì nha. SMBB 3000MHG, ratio là 5.8, tải cá là 9kg, nặng là 250g. Cái này nó chạy 6 bậc đạn, tu dây 85cm. Cái này là mã số 19, giá là 1.8 các bác nhé. Mã số 19 giá 1.8. Đến tới mã số 20. Mã số 20 thì em có một con máy Shimano Sergadic size 2500SHG các bác nhé. Sergadic bản này là bản 2023 các bác nhé. 2023. Size là size 2500. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nói chung là đẹp các bác nhé. Sergadic 2023. Bản đời mới của Sergadic nhé. Đít này, bóng loáng này. Tay coi xích có xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Bản này nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé, nó không có trở ngược nhé. Chặt trước con này để rắc máy hoạt động ok các bác nhé. Xe là xe 2500, S là quên đâu, tua thoát G, ratio 5.7, dòng Sergadic bản 2023, bản đời mới nhất của Sergadic. Nhưng mà máy đang đẹp các bác nhé. Máy keng này. Chung máy đang đập nhé. Cái này thì nó còn là nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Sergadic 2500SHG, ratio là 5.8, nặng tải cá là 4kg, nặng là 220g. Cái này nó chạy 7 bậc đạn, thu dây 86cm. Cái này là mã số 20, giá là 2.7 các bác nhé. Mã số 20, giá 2.7. Nói chung máy còn đẹp các bác nhé. Em tới mã số 21. Mã số 21 em có một con máy Shimano Comlex C4 2500S bản F6 các bác nhé. Dòng Comlex bằng vật liệu C4 nhé. Ngoại hình máy. Ngoại hình máy thì ngoại hình con này nó còn mới keng các bác nhé.
Size là size 2500. Nói chung máy đẹp càng các bác nhé. Dòng này là bằng vật liệu C4 siêu nhẹ, size là size 2500. Dòng này nó dòng cao cấp của Shimano các bác nhé. Máy thì nói chung còn đẹp sáng bóng này, ít này. Ít này. Sáng bóng các bác nhé. Máy két này. Dùng máy đọc cam. Hàng siêu lướt các bác nhé. Dòng cao cấp. Thân bằng vật liệu C4 siêu nhẹ, 2500 con lua. Dùng máy thì đập keng nè. Ngoại hình khối bàn các bác nhé. Ngoại hình hoạt động khối bàn. Nhặt cước ngon lành các bác nhé. Đồ rắc máy. Hoạt động thì êm ru các bác nhé. Nói chung máy đẹp như mới, hoạt động thì cực kỳ mượt. Máy đang còn ngon các bác nhé, hàng siêu lướt. Máy đẹp. Êm mượt nhẹ tay. Không chê cái gì đâu các bác. Máy nhìn không chê cái gì nữa. Tay quay xích cốt sẵn dần đổi tay trái phải thoải mái nhé. Dòng này nó chỉ một chiều thôi. Rồi rất kêu cũng to các bác nhé. Con này thì hộp phụ kiện đầy đủ không thiếu gì đâu các bác nhé. Complex C4 2500 bản F6 nhé. Ratio là 5.0. Tải cá là 4 kg. Nặng là 185 g. Cực kỳ nhẹ các bác nhé. Con này nó chạy lên tới 10 bậc đạn các bác nhé. Trong đó có 9 bậc đạn SRB là bậc đạn kháng mặn này. Cộng 1 là 10 nhé. Cuối này là mã số 21, giá là 2.9 các bác nhé. 2.9 máy đọc càng nhé, nguyên hợp phụ kiện. Lên tới mã số 22. Mã số 22 em có một con máy Daiwa Caria FTK4000 CH các bác nhé. Dòng Kaida SVK, xe là xe 4000. Dòng SVK là dòng kháng mặn các bác nhé. Kaida bản này là bản 2022 các bác này. 22 Kaida SVK. Bản này cơ thị trường Nhật này, dòng hàng một tem này. Dòng SVK dòng kháng mặn các bác nhé. Xe là xe 4000. 4000 này mình câu lục, công ngâm năng C đều được hết. Dòng này nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Một chiều thôi. Tay có chiếc cốt sẵn dần. Đổi tay trái phải thoải mái. Dòng Kaida SVK là dòng này nhìn rất chắc chắn các bác nhé. Nhìn rất khỏe máy này. Chắc chắn máy lắm. Nhìn cốt cầm con máy chắc khỏe. Nhìn bên chắc khỏe lắm. Dòng này thì nó cũng có mặt siêu các bác nhé. Mặt siêu là dầu tự tính kháng nước. Các bác câu nước mặn thoải mái nhé. Máy thì nói chung đang còn đẹp. Sức sắc nhẹ thôi. Dùng vài đâm sức nhẹ thôi. Vài đâm sức này. Sức đít này. Còn nói chung tình trạng máy còn sáng đẹp lắm. Điều sử dụng ít thôi. 4000 thì mình dễ câu. Mình có nút biển thoải mái. Máy thì đẹp. Nhìn chung đẹp các bác nhé. Đặt cước thì con này. Đặt rắc máy.
Hoạt động thì em mượt các bác nhé. Em mượt nhẹ tay. Dòng này thì nó có mặc siêu các bác nhé. Mặc siêu là dầu tổ tính kháng nước các bác, có nước mặn thoải mái. Mặc siêu đến số có tiếng xe xe chút mặc siêu. Máy thì cực kỳ nhẹ mượt. Con này chúng ta dùng ít thôi, mượt lắm. Dòng này nó một chiều, tay có xít cốt xong chưa? Với tay trái phải. Nhưng mà máy nhìn nó rất cứng, rất đẹp. Mượt nhẹ, nhẹ. Kỳ mượt các bác nhé. Cuốn này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, đầy đủ nhé. Cardia SVK 4000 CH, ratio là 6.2, nặng là 290g, tải cá là 12 kg, tua dây 99 cm, chạy 6 bậc đạn 22 SVK. Cuốn này là mã số 22, giá của này là 3,2 triệu các bác nhé, 3,2 triệu. Mét đẹp nguyên hộp phụ kiện nhé. Các bác đang xem video ở con máy nào, các bác cứ nhắn qua số trên màn hình hộ em cái nhé. Các em hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đây nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh ấy nhé. Em tới mã số 23. Mã số 23 em có một con máy Shimano Sapphire BB C3000SHG. Dòng C là dòng body thuật gọn các bác nhé. Size là size 3000. S là cối nâu, tua là thuật G, ratio là 5.7. Ngoại hình máy. Ngoại hình con này đang còn mới keng các bác này. Sapphire BB bản này là bản đời mới của Sapphire các bác nhé. Bản này bản sản xuất 2022. Máy thì nó còn mới keng đẹp như mới luôn. Nói chung con này thì máy mới sao nó vậy luôn các bác. Đít này. Nói chung là không thấy chảy sắt gì cả. Nói chung máy mới sao nó vậy thôi các bác ạ. Không có chê được cái gì cả. Để xước xác thì em nhìn cũng không thấy xước gì cả. Này chắc chỉ trên máy đang có dây bia này, các bác phải kiểm tra tận dụng lại này. Máy thì nó không thấy xước xác gì cả nhá. Trong này thì nó chỉ có một chiều thôi. Tay quay là xít cốt sóng dân, đối tay trái phải tay máy. Dòng C là dòng body thôi ngọn nhá. Xe là xe 3000 THG. Hết là quên đâu. Máy thì nói chung máy mới sao nó vậy các bác nhé. Không thấy xước xát gì cả. Nhìn thì không thấy xước xát gì cả nhé. Gạt cước ngon lành. Rồi rắc máy. Hoạt động cực kỳ mượt rồi. Nói chung con này thì máy mới sao nó vậy các bác nhé. Em mượt nhẹ. Không thấy xước xát gì cả. Lùng mèo cũng không thấy luôn các bác nhé. Cái đít này nó hay bị xước chất mà, nhìn cái đít này không thấy cái gì luôn. Đít mấy cái phần mạ này nó hay bị đó. Cực kỳ ngon. Cái này thì hộp phụ kiện là đầy đủ các bác nhé. Cái này thì nó có tặng kèm cho mình một cái gom sốt các bác này, một cái chống đổ gom sớt này, nó đang kèm này, đang kèm chống đổ gom sớt màu đỏ luôn, hợp với máy luôn các bác nhé. Phụ kiện này đủ. Sapphire BB C3000SHG, ratio là 6.0, tải cá là 9 kg, nặng là 225g. Con này nó chạy 6 bậc đạn, thu dây 89 cm. Con này là mã số 23. Con này là giá 2,2 triệu các bác nhé. Mã số 23 giá 2,2 triệu. Nói chung máy mới sao nó vậy các bác nhé. Em tới mã số 24. Mã số 24 em có một con máy Shimano Sapphire C4 C3000 HG SDH.
dòng Sapphire C4 các bác nhé, là vật liệu siêu nhẹ nhé. Con SDH là tay quay đôi các bác nhé, tay quay đôi X-Shift này. Tay quay là chỉ có xoắn dần, đối tay trái phải thoải mái, tay quay là tay quay đôi. Thân bằng vật liệu C4 siêu nhẹ nhé. Ngoại hình máy thì nó có sức sát chút các bác nhé. Sức lòng mèo nhẹ. Có nút châm dầu này. Sức sát chút nha. Xe 3000. Thân bằng vật liệu siêu C4 siêu nhẹ. Xe này cho bác lua lóc, lua chấm, công công năng xe đều được hết. Xe này các bác có mực thì ngon này. Bên Nhật này ta hay câu mực bằng cái dòng Sapphire với dòng Amethyst các bác nhé. Dòng này khắc mặn rất tốt các bác, có nước biển thoải mái. Dòng này thì nó dòng máy cao cấp của Shimano, nó chạy lên tới 10 bộ đạn các bác này. Trong đó 9 bộ đạn SRB là bộ đạn khắc mặn này. Dòng này nên các bác có nước mặn dòng này tuyệt vời. Ngoại hình máy thì nó có sức sắc nhẹ các bác nhé. Chút xác chút nha. Đây có xích có xong dần đổi tay trái phải. Đặt cước ngon lành các bác nhé. Rồi lắc máy, trên máy cũng đang có dây bia nhé, nhìn thấy cũng đang còn mới này, các bác về kịp và tận dụng lại nhé. Hoạt động êm mượt rồi, êm mượt nhẹ nhé. Êm mượt nhẹ tay. Chốt chặn thì ok nhé. Êm mượt. Nói chung máy này còn ngon các bác nhé. Có sức sắc nhẹ. Cái này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Đầy đủ. Sapphire C4 C3000 HG SDH Ratio là 6.0, tải cá là 9kg, nặng là 200g. Cái này nó chạy lên tới 10 đoạn, nó có 9 đoạn SRB là bộ đoạn kháng mặn các bác nhé. Tua dây 88cm. Quay này là mã số 24, giá là 2,2 các bác nhé. Mã số 24, giá 2,2. Em tới mã số 25. Mã số 25 em có một con máy Shimano Vanfor C3000HG. Dòng C, size là size 3000, tua là tua HG. Vanfor thì nó bằng vật liệu C4 các bác nhé. Siêu nhẹ nhé. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nói chung máy đang còn đẹp các bác nhé. Rút trong mèo nhe thôi. Dọc Vanfor thì nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Một chiều thôi. Tay quay là xích có xoắn dần. Đối tay trái phải thoải mái. Con này trên máy cũng đang có dây bia. Em thấy cũng còn mới này. Các bác phải kiếm ra tận dụng lại nhé. 3000 thì size này các bác còn lua. Nói chung là sức sắc nhẹ máy còn đẹp nhé. Đít bóng loáng này. Vanfor xe 3000. Gạt cước ngon lành nhé. Rồi rắc máy. Hoạt động cực kỳ mượt các bác. Nói chung hoạt động êm mượt nhẹ rồi. Êm mượt nhẹ nhé. Thì trạng máy đẹp êm mượt các bác nhé. Rồi này các bác cầu lùa cực kỳ phê.
Để rắc kiểu to nhá. Nguyên thủ phụ kiện các bác nhé. Vanfor C3000HG ratio là 6.0, tải cá là 9 kg, nặng là 180 g. Rằng này bằng vật liệu C4 thì nó sẽ nhẹ các bác nhé, 180 g. Con này nó chạy 8 mặt đạn, thu dây 89 cm. Con này là mã số 25, giá là 2,9 triệu các bác nhé. Mã số 25, giá 2,9 triệu. Tiếp tới mã số 26. Mã số 26 có một con máy Daiwa Leica LT3000XH. Leica bản này là Leica bản 2023 các bác nhé, đời mới nhất của Daiwa Leica nhé. Hàng này hàng cho thị trường Nhật thì nó chỉ có một tem thôi các bác nhé. Bản này là bán cho thị trường Nhật này, chỉ một tem thôi. 23 Leica này. Nói chung là tất cả các máy của em là từ Nhật về hết các bác nhé, các bác yên tâm. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó còn mới keng các bác nhé. Con này nói chung ngoại hình thì đẹp như mới luôn các bác, mới lắm, mới đẹp các bác nhé. Thiết kế thì giống hệt Sertec bản 2024 các bác nhé. Nhìn nhìn qua nhìn không hộp nhìn chứ tưởng là Sertec các bác. Nhìn chống kiểu Sertec 2024 luôn. Sertec. Nói chung ngoại hình thì không có gì chê được các bác nhé. Đẹp như mới. Nói chung mới xài nó cũng vậy thôi các bác. Con này trên máy thì đang có dây PA nhé. Các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Máy thì ngoại hình các bác yên tâm nhé. Cực kỳ đẹp. Đẹp con này đẹp như mới luôn à. Tay quay là xít có sẵn riêng, đối tay trái phải thoải mái. Dòng này thì nó cũng có mạc siêu các bác nhé. Mạc siêu là giờ từ tính không nước các bác cầu nó mạc thoải mái nhé. Máy thì còn mới kẹt. Rắc cước con này. Rắc máy. Hoạt động thì cực kỳ mượt các bác nhé. Nói chung máy đẹp êm mượt nhẹ tay. Tay quay xít cốt sẵn riêng đối tay trái phải. Chốt chặn ok nhé. Êm bật nhẹ. Nhưng con máy không chê gì đâu các bác. Ngoại hình hoạt động đều ngon hết. Nhưng máy mới sao nó vậy thôi. Dùng máy quạt sử dụng chỉ đẹp được thế thôi các bạn. Con này thì hộp phụ kiện này đầy đủ các bác nhé. Đầy đủ, không thiếu gì. Daiwa Leica LT3000XH ratio là 6.2, nặng là 245 g. Con này tính tải cá là 10 kg, thu dây 93 cm, chạy 5 bậc đạn. Con này là mã số 26, giá là 2,4 triệu các bác nhé. Số 26 giá 2,4 triệu. Em tới mã số 27. Mã số 27 em có một con máy Shimano Natsuki C5000XG. Cái dòng C là dài dòng body thôn quan các bác nhé. C là size 5000. Tôi là tôi XG. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nó có xuất sắc nhẹ thôi các bác nhé. Nói chung đang đẹp các bác nhé. Đít này, bóng loáng này. Natsuki bản này là bản 2016 các bác nhé. 2016, 2017 nhé. Chung máy là còn đẹp các bác nhé, size là size 5000, tua tuyết G. Dòng này bán này nó chỉ có một chiều thôi, nó không có trở ngược đâu. Hình nói chung là nó còn đẹp các bác nhé.
Dùng đằng đẻ các bác nhé. Được cái con này. Rồi rắc. Ok nhá. Xoay 5.000 túi G. Chai này các bác lua lóc, lua chấm, cơm, cơm, năng xê, cơm lục đều được hết nhá. Tay quay đối tay trái phải thoải mái, dòng này nó chỉ có một kiểu thôi các bác nhá. Con này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhá. Đầy đủ nhá. Natsuki C5000XG ratio là 6.2, tải cá là 11 kg, nặng là 300 g. Con này nó chạy 5 mặt đạn, thu dây là 105 cm. Con này là mặt số 27, giá là 1.3 triệu các bác nhá. Mặt số 27 giá 1.3 triệu. Các bác đang xem video con máy nào, các bác cứ nhắn qua số trên màn hình của em nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh anh nhé. Em tới mã số 28. Mã số 28 này có một con máy Shimano sở trợ đích SVK5000BG, size là size 5000. Tôi là tôi BG là tôi chậm các bác nhé. Dòng SVK là dòng kháng mặn nhé. Ngoại hình máy. Ngoại hình con này thì còn đẹp keng các bác ạ. Con này thì cũng đẹp như mới luôn các bác. Đít này, bóng loáng này. Cũng không thấy xước xát gì cả. Size là size 5000. Tôi là tôi BG nhé. Máy thì nói chung là máy mới sao nó vậy các bác nhé. Đập keng. Trên máy cũng đang có dây BE nhé. Các bác phải kịp và tận dụng lại nhé. Máy này, máy nó còn đẹp thế này. Dây này chắc người ta chỉ dùng một vài lần thôi. Máy thì nó không thích chạy xước xát gì này. Nói chung máy mới sao nó vậy các bác, không thích xước xát gì nhé. Đập keng nhé. Dùng máy đẹp. Con máy không có chê được gì đâu các bác nhé. Đẹp như mới. Cái con này. Rồi đặt máy. Hoạt động thì không có chê gì đâu các bác nhé. Nói chung là ngoại hình hoạt động này cực kỳ mượt rồi. Máy đẹp như mới mà. Con này nó chỉ dùng một vài lần thôi. Không thấy xuất sắc gì các bác. Không biết là... không biết là tập câu kéo như thế này. Thấy máy đẹp lắm. Cực kỳ mượt. Tôi BG thì nó mượt rồi. Con này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Sở đích SVK5000BG, ratio là 4.6, tải cá là 12 kg, nặng là 430 g. Con này nó chạy 7 bậc đạn, thu dây 78 cm. Con này là mã số 28, giá là 3.4 triệu các bác nhé. 3.4 triệu. Nói chung là máy mới sao nó vậy luôn các bác, nhìn đẹp lắm. Tới mã số 29. Mã số 29 thì có một con máy Daiwa Catarina size 4500. Cái size 4500 của Catarina thì size thực tầm size 8000 các bác nhé. Size thực tầm 8000. Size này cho các bác đánh cá lớn nhé. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì con này nó cứ xước xát chút các bác nhé. Con này thì dòng máy này, dòng máy đời cũ các bác nhé. Dòng này nó sản xuất tại Japan nhé, bên Japan này. Dòng máy cao cấp của đây qua các bác nhé. Dòng này tay có xít có xuân dân này. Đối tay trái phải. Dòng này nó chỉ một chiều thôi. Size 4500 thì size thực tầm size 8000 các bác nhé. Ngoại hình thì nó có xuất sắc nhé. Mấy dòng này cực kỳ trâu khỏe rồi.
này cực kỳ trâu kìa. Thức xác bị muối một chút các bác nhé. Xe này các bác câu lục xa bờ, câu bạc bãi, câu cá ra bọt đánh cá lớn các bác nhé. Giọng này thì trâu khỏe. Hình nó có sức sắc. Cái này cái gạch cước thì là cái này để lâu chỗ nó hơi khô một chút các bác nhé, hơi khô dầu nó này về nhỏ tí dầu nhé. Cái này khi có khi là trước khi gửi em xử lý cho các bác nhé, này để lâu không dùng này. Gạch cước này nó hơi khô một chút này, dùng nó bình thường các bác nhé. Để lắp máy này hoạt động thì con này thì nó cũng có hơi một chút xào các bác nhé, hơi một chút tiếng xào nhẹ nha. Dòng này nó chỉ có một chiều thôi. Con này nó bị xào các bác nhé. Cho bác câu kéo nếu mà nhạy cảm về tiếng ồn rút ra thì không nên lấy, còn nói chung không nữa thì tình câu kéo thì mới bình thường các bác nhé. Với con này lâu ngày người ta không dùng rồi, chưa dầu mỡ, chưa nó về có bác về góc vệ sinh lại dầu mỡ để lâu rồi bác nhé, dòng này lâu rồi. Con này thì nó còn là nguyên thuật phụ kiện các bác nhé, phụ kiện sổ sách này. Hộp sổ sách Catalina 4500 Ratio 5.1 nặng là 580 g, con này nó tải cá 10 kg, con này nó chạy 10 đoạn rồi các bác nhé. Con này là mã số 29, giá là 1,7 triệu các bác nhé, mã số 29 giá 1,7 triệu. Tới mặt số 30. Mặt số 30 em có một con máy Daiwa Blast 4500H. Cái xe 4500H của Daiwa sẽ thực tầm size 8000 Shimano các bác nhé. Sẽ thực tầm size 8000. Và hình máy. Này nó mới bẩn một chút. Ngoài hình thì nó cũng có sức sát chút các bác nhé. Xe là xe 8000 này, xe này cho bác đánh cá lớn này, câu lục xa bờ, câu bạc bãi, câu đáy nhé. Dòng này nó chỉ có một chiều thôi. Tay quay là xích có xoắn dần, đổi tay trái phải tay mái. Dòng này thì cốt to khỏe, trâu khỏe các bác nhé. Cốt trâu khỏe. Máy đây gọi thì cốt nó to. Đấy. Cốt to khỏe. Cho các bác đánh bạo lực thoải mái nhé. Bao trâu bao khỏe nhé. Dòng này thì nó cũng có mặt siêu các bác nhé. Mặc siêu là dầu thừa tính này, các bác có nước mặn thoải mái này. Xe là xe 4500H, xe thực tầm 8000. Trên máy cũng đang có dây bia này, cũng đang còn mới này, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Nội hình thì nó có sức xa chút. Chứ sức xa nhẹ nhé. Rồi có xích cốt, đôi tay trái phải. Trâu khỏe. Đánh bạo lực được sâu. Trào này nó cũng có mặt siêu này. Các bác có đứng mặn thoải mái nhé. Gạt gớt ngon lành. Để rắc máy. Động bình thường nhé. Trào này nó có mặt siêu, nó sẽ có tiếng xe xe có mặt siêu các bác nhé. Trào này nó chỉ một chiều thôi. Vòng quay rất nhẹ nhé.
Cái này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, đầy đủ nha. Đây có Blast 4500H, ratio 5.7, nặng là 620g, tải cá là 15kg, thu dây là 109cm, con này nó chạy 7 bậc đạn. Con này là mã số 30, giá là 2,5 triệu các bác nhé. Thì các bác đang xem video ưng cái máy nào, các bác chỉ nhắn con số trên màn hình của em nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác chỉ nhắn qua đấy nhé. Các bác xem video, cuối video rồi thì cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh nhé. Video này mình không chọn mua được những cái máy đẹp ưng ý thì video sau mình thấy sớm hơn, chọn là mua được những cái máy đẹp ưng ý hơn. Em chào các bác và hẹn gặp các bác ở các video sau nhé. Xin chào.